Hello những người anh em nhá. Em lên clip trước thì em cũng nói rồi, bên em thì rất nhiều băng cối, đầu cối và xương băng. Thì bán lẻ, bán sỉ cho anh em thầy thợ cũng có. Còn chủ yếu bán lẻ, gọi là bán lẻ nhưng mà giá sỉ. Toàn bán cho anh em chơi, đam mê. Xương là dày, không cong vênh, không có đảo vành, nói chung là xương xịn anh em nhá. Này, anh em nhìn là biết này, anh em cứ nhìn và so sánh. Xương này đẳng cấp. Anh em nhá, đây là xương 10. Em lên cho anh em nhìn qua, cho anh em nhìn qua con xương 10 này. Một cặp xương 10 này ngon bổ rẻ anh em nhé. Đây. Lên anh em nhìn lên máy nó đẹp không? Đó. Em một tay quay cho nên là nó. Một tay quay. Đây em gá tạm đây thôi vì một tay giữ máy rồi. Đây, em lên cho anh em nhìn cho nó đẹp. Anh em nhé. Tách. Xương 10 lên màu xanh, xanh màu xanh của Diamond, màu xanh Mercedes. Màu xanh những cặp, nói chung là những cái xương của bên em là không bao giờ đụng hàng luôn. Em lên tiếp cho anh em cặp Philip. Cặp Philip này. Cặp Philip rất đẹp. Nhôm anh em nhìn nhôm dày này là đủ biết này. Đồ xịn nó còn là nó chất như thế đây anh em nhé. Đấy, em gả vào đây cho anh em luôn. Để anh em nhìn cho nó. Pha quế lên tí cho nó đẹp. Anh em chơi đầu cối thì anh em không lạ gì. Sắm những cái bộ xương nó quá đẹp luôn. Đấy. Em cho một cái màu này vào đây cho nó tình cảm, cho nó đẹp, cho nó nổi bật. Đấy. À, thực ra anh em mà cái đầu mà cái nền trắng này thì anh em chơi những cái con xanh đỏ tím vàng nhìn nó đẹp hơn. Nhìn nó nổi bật, nó đẹp. Đấy. Em cứ gà lên cho anh em nhìn. Đây. Akai. Đấy. À, đúng vào cái khe của nó. Đó. Nhìn đẹp sang trọng hẳn đi. À. Dòng này là dùng bằng đúng đúng chốt. Bây giờ đang một tay quay cho nên em cứ gả tạm vào đây cho anh em nhìn. Gọi là pha quế tí cho nó đẹp. Anh em nhé. Phát quế tí cho anh em là thấy nó đẹp. Em đóng hàng cho bà khách rồi nhá. Bà mấy hôm nay toàn nhiều được nhiều bà khách Hưng Yên ủng hộ. Đây, bà mua mấy cái xương vừa băng. Còn xương băng bên em đều full hộp hết. Đẹp, nói chung là hàng đẹp long lanh. Hàng đẹp long lanh. Akai này. AK kiềng vàng anh em này. AK vàng. AK vàng rất đẹp. AK vàng rất đẹp. Hoặc cặp nhôm giọt nước. Cặp nhôm giọt nước này cũng quá đẹp luôn. Nhôm giọt nước quá đẹp, hoặc cặp này. Đấy, em cứ pha xanh đỏ tím vàng cho nó đẹp ấy mà. Anh em thích cái cặp nào thì cứ bảo thằng em. Chứ pha vào nó đẹp lắm. Băng thì bên các bác mà ví dụ như các bác mua số lượng ấy thì nó sẽ được chiết khấu rất là ổn. Vì ví dụ như bàn bàn các bác lấy một cặp, bác lấy một cặp, bàn lấy một cặp, tức là mấy anh em chung nhau để mua một đơn hàng thì ngon bổ rẻ luôn. Đấy, em có cả bán lẻ và bán sỉ mà. Ví dụ như lẻ một cặp xương
xương bảy thì nó cũng chỉ vài trăm. Và nói chung là ngon bổ rẻ, anh em cứ vào Zalo là có giá nhá. Còn xương bên em là cam kết là độ dày là 1,2 đến 1,4 ly, và xương không không cong vênh, không đảo vành, xương Japan made in. Chữ này thì anh em thực ra là anh em thích chữ gì cũng có. Máy Tech, Akai, Philips, Uhe, rồi nói chung cái loại gì cũng có. Anh em cứ thấy thực ra chơi cái này thì chơi thẩm mỹ thôi, để deco lên cho nó đẹp mà. Deco lên cái dàn âm thanh cho nó đẹp, cho nên là anh em khoái cái màu nào, khoái cặp nào anh em cứ bảo với em. Em thì bán ngon bổ rẻ, thậm chí anh em mua băng còn bảo là thích cuốn lên những cái xương nhôm này thì em cũng tính ngon bổ rẻ cho anh em luôn. Giá cả xương băng, băng cối, nói chung thường băng hạ cảm cái gì cũng có tại Zalo, anh em xem nhá. Một cặp xương nhôm này nó đẹp như thế này cơ mà, quá đẹp luôn, không chê vào được điểm nào. Anh em vào Zalo để lấy giá chi tiết cho lẻ và số lượng nhá. Xin cảm ơn.